macaron không thể tồn tại. Một nhà nghiên cứu người Mỹ đã dựa trên vài phép toán để chứng minh rằng sự tồn tại của macaron là hoàn toàn bị đặt. Về điều này chứng tỏ những sinh vật vẫn ám ảnh con người từ bấy lâu nay là không thể có thật. Giáo sư vật lý Costas Aptimio tại Đại học Central Florida đã phá bỏ những ý tưởng phi khoa học cho rằng macaron hay những thay ma sống lại Nhằm tăng cường sự hiểu biết của dân chúng, không chỉ người dân tin vào những câu chuyện ma quái này, mà con số những người mê tín đang ở mức báo động. Aptimio cho biết, truyền thuyết cho rằng ma cà rồng hút máu người và khi nạn nhân bị cắn, người đó cũng biến thành ma cà rồng và tiếp tục đi hút máu người khác. Và Aptimio đã lý giải một cách logic như sau. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1600, dân số thế giới là 536 triệu.

nếu con ma cà rồng đầu tiên xuất hiện vào ngày đó và cắn một người trong một tháng thì sẽ có hai con ma cà rồng. Vào ngày 1 tháng 2 năm 1600, một tháng tiếp theo sẽ có bốn con ma cà rồng. Cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong hai năm rưỡi, dân số thế giới ban đầu chỉ toàn là ma cà rồng mà không còn ai còn lại để hút máu. Nếu tính đến tỷ lệ tử vong thì dân số còn biến mất nhanh hơn. Kể cả một tốc độ sinh sản không tưởng cũng không thể nào đảo ngược lại được kết quả này. Và xét cho cùng thì con người sẽ không thể tồn tại trong điều kiện như vậy, kể cả khi dân số thế giới tăng gấp đôi mỗi tháng và việc tăng gấp đôi rõ ràng là vượt quá khả năng sinh sản của con người. Aptimio nói, vì vậy, cho dù bạn lo ngại bất kể điều gì vào lễ hội Halloween, ngày 31 tháng 10 sắp tới thì chắc chắn bạn sẽ không bị biến thành ma cà rồng. News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.